xưởng gỗ này chắc chắc là đông này, được ít đồ thì kiểu gì cũng đông người nhảy vào. Báo tim nhá. Ui đông lắm. Báo tim mình phải hết đâu à? Đông cực kỳ luôn. Chết rồi. Ơi. Không có súng, không có súng. Đâu? I need a weapon. Chết rồi, không không có một cây nào. Quay bên này, quay bên này. Đây đây, đang bách. Đang kìa, nó chạy kìa mọi người. Hay quá. Rồi. Alo. Bắn tôi hả bạn? Có một thằng đang nấp ở cạnh nhà nhá. Ui. Này kê rồi, không đẩy thế này là kê rồi. Bên hồi sinh ấy hả? Thế thì qua luôn. Ôi trận này tốc 1 rồi. Cảm thấy điểm này. Trận này tốc 1 rồi. Chắc không thiếu. Cảm giác nó cứ chậm chậm. Cứ trận nào mà kiểu nó chậm là dễ tốc 1 lắm. Rồi Mitten nghe có vẻ yên ắng lắm. Cửa giả vẫn đóng nguyên này. Không đã top 1 rồi, ba người top 1 mình tôi chết. Không. Điểm đâu ạ? Đừng nghĩ đến kịch bản như vậy. Không. Tôi đi thẳng qua hot luôn. Em đồ với miền mà hay ở đó. Chết thì cùng chết chứ. Ai lại thế bao giờ? Đen thui luôn. Trận này hơi nhàn nhá. Cứ chạy lêu hay lêu ha lêu hêu ngoài đường này. Chạy mà kiểu địch không nhìn thấy mình nhá. Có bao nhiêu điểm hồi sinh mình đi qua hết rồi đấy. Mà còn 20 thằng nữa chứ ít đâu. Bắn à. Ừ. Đây là game nãy mấy game à kia người kia rồi, người kia. Help. Rồi. Cứu được không? Cứu được. Trời ơi. Watch out. Nằm nó sấy. Sớm mong. Chưa biết nó ở đâu bắn nhá. Ôi, nó đẩy xe. Chết mẹ rồi, đứng đây không ổn lắm. Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Ôi, kẹp vậy đấy, chuẩn bị kẹp đấy. Ôi. Mark the location. Ui.
Má M4 M4 của mình nó giống như kiểu M4 Mao Trạch Đông ấy. Nó vẫn ở trong nhà. Hai thằng chạy sang trái rồi. Đây. Trời ơi, đồng đội nóc cái bên số 3 luôn, số 3 ơi. Ơ, mày ơi, không để ý. Tưởng vẫn còn sống chứ. Nó cầm xe chạy. Help. Vào đi, trời ơi, trước mặt rồi còn sau lưng nữa. Đi cứu đã. Đông vãi thề. Anh ba báo chết đi nhá. Đâu phải có người. Nó có ở đây có. Ui. Ở đây có luôn đấy. Ở đây có mà. Mẹ em. Liều. I'm recalling a teammate. I'm recalling a teammate. I'm recalling a teammate. Đó, vừa lúc mọi người đáp xuống là hết hồi sinh nè, đó. Hết hồi sinh rồi. Cả team đội ơn ông nhé. Ôi ơi, số 2 nốt nhanh ấy. Sao lại số 3? Ok. Số 3 vẫn sống mà. Số 2. Đây này, còn một xác đây này, còn một xác ở đây này. Số 2 có cái nệt không đây nè, số 2 có cái gì đâu. Tôi cũng gật ghê đấy. Có hai xác mà. Hai thằng đấy nó hai thằng đấy nó tính là không cho mình cứu đấy. Không biết gật đi kiểu. Tới đâu nhặt. Ok. Này, máu này. Máu này. X6 này. Máu rồi. Ok. Nhưng mà không có đạn xanh. Đạn xanh ấy hả? Đây, cho một ít này. Rồi. Cứu được không? Được. Nhanh còn vào bo này. À rồi, thấy. Chết cha. Thank you. Ôi, watch bên out. Này có kẹp rồi. Lùi về hòn đá. Nốc. Ôi, không kịp rồi, mỏi quá. Tới đã. Bò đau lắm rồi ấy. Thôi nào. Ở trên đồi này này. Trái còn hả? Trái còn. Mẹ trái nhà vệ sinh đã chết không? Lên đơm bọn này đã. Thấy đang bắn nhau này. Ôi. Sợ thật đấy. Vẫn chưa nóc rồi. Má, quả bom thốn thế nhở? Watch out. Nóc một rồi, còn một thằng. Cố lên. Everywhere luôn đấy. vừa thấy một tiếng súng ở bên phải, xong lại có tiếng súng bên trái nữa. Không hiểu cái gì. Khó chơi nhỉ. Ui.
hở ra là bị bắn đó. Chịu đau một tí vẫn chạy được. Chạy được. Sợ bên này có ấy. Bao nhiêu công cuối cùng vẫn chết. Còn cứ tưởng game dễ. Hay. Nào thằng kia cái S đi, mày cái S của tao đi. Rồi, hết cơ hội cái S. Ơi cẩn thận nó cứu đấy Trang. Ôi ôi ôi. Nice. Ở đây đây, nghe. Đây rồi. Ôi, AK bắn hay quá. Victory belongs to us. Victory belongs to us. Sấy AK như thế xứng đáng có 10 người yêu. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của tuấnxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.